Trung Kiên Garden xin chào mọi người nhé. Hôm nay Trung Kiên lại tiếp tục đánh đơn Mỹ Hồng cũng như là đơn cổ Văn Chấn lên để ủ cát cũng như là lên chậu giao lưu cùng với mọi người. Ở trên vườn thì loại đơn Mỹ Hồng một thân như này thì mình đang còn khoảng độ tầm 150 cây. Đều là cây một thân hết nhé các bạn nhé. Và đơn Mỹ Hồng thì các bạn biết rồi, nó rất là sai hoa và hoa của nó rất là to này. Đặc biệt là đơn Mỹ Hồng phát triển rất mạnh ở khu vực phía Nam. Và riêng về đơn thì các loại đơn nó đều thích hợp với thời tiết nắng nóng các bạn nhé. Đây là đơn Mỹ Hồng. Còn ở đây mình có đơn cổ Văn Chấn. Loại này là cái loại mà trước đây mình dùng để chiết ra các cái cành con cũng như là nhân giống này. Nhưng mà bây giờ thì giống loại một thân mình khá là nhiều rồi, nên là cây này mình đánh lên để thứ nhất là mình lên chậu, thứ hai là các bạn cần thì giao lưu, mình sẽ bán cây này cho các bạn thì các bạn về các bạn nhân giống. Những cái bụi này thì là bụi rất là to và rất là nhiều nguyên liệu để các bạn chiết làm giống nhé. Đây là mặt hoa của cổ Văn Chấn này. Riêng về giống mà các bạn mua của mình thì là mình bao chuẩn giống luôn cho mọi người. Cổ Văn Chấn xịn luôn. Mình bán hàng thì thứ nhất là nếu mà các bạn mua lẻ thì giá thành của nó là ví dụ như cái bụi nhỏ hơn thì nó sẽ là 2 triệu một bụi, còn những cái bụi to các bạn mua lẻ thì sẽ là 3 triệu. Riêng cái dòng cổ Văn Chấn này nhé. Còn nếu mà số lượng nhiều hơn thì mình có thể bao ship này hoặc là có thể giảm giá tùy vào số lượng. Hàng bụi này thì mình chỉ có khoảng độ tầm gần 20 bụi thôi. Đấy, vì vậy nên là bạn nào mà có nhu cầu thì liên hệ sớm và mua sớm. Không thì sẽ không còn hàng bụi đó. Hết chỗ này là mình không còn một cây hàng bụi nào cả. Và đây là hàng, đây các bạn nhìn này. Các cụi này thì chiết ra cũng rất là nhiều cây. Chiết ra cũng như là cắt cành để cắm hoặc là dâm. Nhiều lắm. Đấy, cái này thì mình khuyến khích các cái bạn mà để nhân giống cũng như là để về làm giống thì sẽ được rất là nhiều cái lợi từ cái việc là vẫn còn nguyên gốc của nó và hàng này thì có rất nhiều nhiều cành dăm để các bạn nhân giống nhé. Đây các bạn nhìn những cái cây cổ Văn Chấn này. Cành bé của nó thôi nó đã nhìn thấy có cái độ rạn rồi, còn cái độ lứt toác thì các bạn phải nuôi từ 6 đến 7 năm thì mới có cái độ lứt toác của thân được. Loại bụi này của nhà mình cũng được 5 năm rồi. Nhưng mà cứ ra cành thì mình lại chiết cũng như là mình cắt để mình cắm. Nên là nó chủ yếu là nó sum vào nhiều nhiều nguyên liệu thôi. Và tiếp theo đây là cái hàng hàng thứ hai đến hàng một thân. Loại này thì nhà mình nhân giống ra cũng khá là nhiều và mình đánh ở dưới bãi lên vườn chắc đợt này mình đánh khoảng độ tầm 200 cây thì nó cũng có size to và size bé khác nhau. Chủ yếu là hoành gốc của nó phải bằng ngón tay trỏ đến ngón tay cái này. Đấy, còn thân thì nó bé hơn. Ở đây thì mình sẽ về nhà xong mình sẽ đăng cho mọi người tùy từng size để mọi người lựa chọn. Và cả giá nữa. Còn nếu mà các bạn muốn mua sỉ thì có thể mình bán alo xô luôn cây to cây bé. Và cái cây này thì thường nó cao thoát thân từ 50 phân đến 70-80 phân. Còn độ cao của nó thì từ 1 m đến 1 m 2, 1 m 3. Cây rất là đẹp. Những cây thoát thấp thì bao giờ nó cũng to hơn cây thoát cao các bạn nhé. Hàng cổ Văn Chấn thì thứ nhất là các bạn mua thì các bạn nên tìm hiểu nhà vườn uy tín
cũng như là chuẩn giống nhé các bạn nhé. Còn riêng nhà mình thì mình bao chuẩn giống của Văn Chấn cho mọi người. Các bạn có thể tham khảo cũng như là hỏi các chuyên gia. Còn mình thì là giá ở cái cây cổ Văn Chấn này là chuẩn luôn. Và trên vườn nhà mình có đủ các loại đơn để cho các chuyên gia so sánh. Vì vậy nên là nếu mà các bạn giao lưu trực tiếp tại vườn, đấy là cái mà mình thích nhất. Còn nếu mà không thì mình vẫn ship và bao chuẩn giống cho mọi người. Và đặc biệt là cổ Văn Chấn này thì giá nó sẽ cao hơn là các loại đơn đỏ khác. Vì vậy nên là các bạn có thể đến trực tiếp tại vườn. Mình có các cái loại mẫu đơn đỏ cho các bạn tự so sánh cũng như là tự chọn. Các bạn thích loại đơn đỏ nào cũng có giá của loại đơn đỏ đấy, nên là các bạn cứ yên tâm. Còn về độ hoa của Văn Chấn hoặc là độ đẹp của hoa, đơn này rất là đẹp, thì cũng không còn gì để phải bàn cãi về cái việc hoa nữa. Bởi vì cái cổ Văn Chấn này tại sao mà mọi người lại tìm mua rất là nhiều. Đây, số lượng hoa của nó này. Ở ngoài Bắc thì mẫu đơn vào mùa chính ấy, thì sẽ là tháng 7, tháng 8 là cây mẫu đơn hoa sẽ to nhất nhé các bạn nhé. Vì vậy nên là những cái đợt như tháng 4, tháng 5 hay tháng 6 này này thì hoa nó sẽ bé hơn. Nhưng mà các bạn nhìn cái lượng hoa của nó này, lượng hoa rất là nhiều. Còn riêng ở trong Nam thì hoa nó triền miên luôn. Trước đây thì khách hàng trong Nam của mình rất là nhiều và các cô ấy cũng rất là yêu cây cũng như là yêu hoa, nên là gần như là để hoa quanh năm. Nhưng mà sau đấy mình vẫn tư vấn là sau mỗi đợt hoa thì xén đi, mình chờ thì cái hoa của nó sẽ, thứ nhất là nó có đủ đủ chất để nó to nhất, và cái thứ hai nữa là cái cây nó sẽ có lực để nó khỏe và nó lớn nhanh hơn. Chứ để cho hoa triền miên như vậy thì thứ nhất là hoa nó sẽ không đều, thứ hai nữa là cái cây nó sẽ bị suy hơn, bởi vì nó suốt ngày nó chỉ ra hoa thôi, hết ra hết đợt này đến đợt khác. Đấy thì đấy là cái chia sẻ kinh nghiệm. Mọi người mà muốn mua cái dòng cổ Văn Chấn này thì có thể liên hệ với nhà vườn nhà mình. Số điện thoại của nhà mình là 03542 55055 và 0977 999 046. Nhà mình có chỉ dùng hai số đó thôi. Các bạn đặt hàng hay là những người liên hệ thì sẽ chỉ dùng hai số đó để liên hệ thôi. Đơn bụi mà loại to và để làm giống như này nhà mình chỉ có khoảng độ còn gần 20 cây thôi. Vì vậy nên là các bạn có muốn mua thì mua sớm, chứ còn không thì cũng không có đâu. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ, cũng như là làm ăn hoặc là chơi cây, kiếm được những cây mà mình ưng ý nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Into my eyes, I feel like I'm on cloud nine.
I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning.